Ừ, xíu đổ này. Chưa từ từ nè, hổm gà mình không có quay clip nha các bạn ơi. Bữa nay mình quay cái hổm gà nắng với mưa quá, mình ăn cái món là cốc với me với cầm ruột nha các bạn. Ăn đỡ món này đi. Rồi giờ bữa mình mua tôm càng, mình về mình quay với mấy đứa này ăn nha. Đó, tao mua rồi, tao để chở mà mấy bữa nữa tao mới quay. Đó, rồi mình ăn nha các bạn. Mình cũng ăn ké mấy đứa này nha. Rồi, vô, vớt mắm ruốc với ấy nha. À. Ừ, này, này bao ngon không? Me này là ngon lắm nha các bạn. Me này, me ấy nha. Ăn có chỗ đứa nút miếng miếng nhìn như. Ăn có đứa nút xuống miếng nè. Cô đã nghe được mùi vị. Ăn xong ha. Ơi nó hả? Ừ, ngon. Nghe non ngon đòn nha. Ôi trời. Chua. Chua mà chấm nhiều chứ như năm nè. Mời các bạn miếng nha, chết nhẹ nhiễu. Mời bạn nha. Ngon không? Ngon nó quay không? Ngon mà hay nha. Mày có cuốn xua á. Em mua mấy bữa là mua tôm. Càng về ruột ra quẹt. Sống cảm giờ vậy. Mời các bạn chế me non, cực kỳ non luôn nha. Mời bạn. Này thịt heo chấm với thịt heo nè quý. Ngon. Không là tôi đang thèm me không rồi. Mời bạn nha. Ăn với cốc thử các bạn ơi. Có hả, có được ăn đây đứng nữa coi các bạn. Nhút miếng. Có đứa nuốt miếng gì quên. Cầu gì phát điếc. Trời ơi. Gam ơi gam em. Cái này tui tui ngon ngon ta. Ngon. Ngon quá. Ừ, ngon quá Trăng ơi. Ngon tới đấy luôn. Mày đang không chịu ăn. Ừ, tâm lên tê. Mời các bạn miếng cốc nha. Không bước ngực. Mời anh em nghĩ ăn nghe anh em. Tao nghĩ rồi. Nó qua đây ăn cu. Thôi anh em mình đi theo ông Trọng nha anh em. Ừ, đi. Trời ơi chơi. Có ba anh em mà không ăn. Để em đi uống mình chế nó đi nha. Mời bạn nha. Mốt con mò con thì gom chuột ra làm nó ha. Ăn tôm hơn là cơm thì càng xanh nha. Biết tôm mình thanh không? Biết. Không cũng biết. Bao quên. Hả? À. Cóc không biết chua nữa Quy. Mày chua không Quy? Hả? Chua không? Không. Đó giờ mời bạn chưa? Miếng cóc với miếng thịt heo nha. Đó giờ chưa ăn đồ chua. Ngon. Nói qua đây nè cu. Đưa mặt vô màn hình ra. Chấm Nguyễn. Ngon quá các bạn. Mời bạn cho cậu cái thử người mình để cậu. Ở đến đây một mình rồi. Thôi. Cả mấy quay chung cho vui. Không có quay mình, quay từ chưa giờ. Quay gì vậy? Đến đây nhỏ. Để theo mà Quyến. Ôi. Mà. Theo mà chơi hả? Cái món cốc mà ăn với mắm ruốc là theo là đúng bài luôn các bạn. Đang thèm mùi chua ăn đúng đã. Cốc mày đó. Cốc mày đó. À, giờ chưa hết cái cốc mà. Thái không được. Nó không sạch luôn. Giờ một hồi mỏ luôn. Nó ra là một tí. Nó mà già rồi. Nó chua. Không chua miếng nào luôn người. Làm một lần nữa. Tìm lần nữa. Từng chặng lắm luôn. Ừ. Quay phải có cái này.
ăn ngon hay không ngon chứ. À bạn muốn không? Của Chủ nhật thì ạ. Ok. Có ý nhật hả? Chủ nhật. Có 7. Ngày mai là ngày 2 ngày á. Mai có 7 hả? Mai có 7 ngày 2 ngày. Của Chủ nhật. Tôi đi tập rồi. Mình đang ăn cái này chua. Ăn một cái me một cái tới luôn định muốn rồi. Cắt cơ luôn. Phải làm trái me nha. Me ngon gì nè. Ngon me nè. Mấy bạn chế mẹ nha. Này này phải ăn dược. Phải ăn dược hả? Phải ăn dược hả? Nên chưa dược nha. Đang ăn dược hả? Ngon. Lúc cuốn cơm. Thôi nó không biết ít chảy. Mời tất cả các chị bầu nha. Ăn men các bạn. Các bạn cái men nha. Mời cô chú anh chị nha, mời mấy đứa em nhỏ nha. Mời mấy đứa em nhỏ hồi sáng ở ngoài mời bắt đông nữa hả? Mời quá mà. Các bạn ăn. Mà đứng dậy mình cũng thấy mai sáng mai tao đang sớm ăn cóc ngon quá cóc ngon chua bữa nay hút mấy giờ 9 giờ có tối 8 giờ ra 8 giờ ngon mà bạn muốn cóc nha mấy vị nào ăn có miệng gì thấy nó ngon các bạn không cóc à trắng tinh luôn á nó giỏi ăn chay đi phải ăn ruột đấm vô miếng ruốc à để cái miếng thịt này thịt thêm à hả thắng một cái hả ngon ngon mày phải ăn dục nữa dục xíu em hát cho hè chắc đấy vâng có dục. Mời các bạn cá nhân cho chút cho clip nha các bạn ạ. Đó bạn nha. Các bạn miếng cuối cùng nha. Ừ. Các bạn nào yêu quý mình để lại mình một lượt đăng ký một lượt chia sẻ các bạn ơi. Thôi chào các bạn nha. Bye bye.